Dạ, Ngọc Chi xin mến chào bà con. Thì hôm nay đặc biệt là Ngọc Chi sẽ lên video để bắt đầu giới thiệu cho bà con về một dòng máy cắt cá của thương hiệu Takio với mã là TK12. Và với dòng này rất là phù hợp cho các bà con trong hộ chăn nuôi. Mình nuôi ba ba cũng như là cá rô phi để có thể cắt nguồn thành phẩm là những con cá nhỏ để bổ sung nguyên liệu là chất đạm cho ba ba cũng như là cá rô phi của mình nhé. Và với dòng máy cắt cá của Takio TK12 này thì đầu tiên bà con sẽ thấy rằng ngay trên thân máy được in dập nổi logo của Takio để bà con có thể phân biệt được hàng nhái cũng như là hàng giả nhé. Và tiếp theo là mời bà con cùng quan sát buồng làm việc của máy. Thì bà con sẽ thấy rằng toa nạp nguyên liệu rất là dễ dàng trong việc là mình tháo ra cho bà con có thể vệ sinh cũng như là quan sát nhé. Đây bà con sẽ thấy rằng buồng làm việc của máy gồm 10 lưỡi dao rất là sắc bén và đều để cho thành phẩm cá của chúng ta sẽ ra đều cũng như là đẹp nhé. Tiếp theo thì Chi xin mời bà con cùng quan sát khung xương của dòng máy này. Thì bà con sẽ thấy khung của máy rất là chắc chắn cũng như là với trọng lượng của máy là 50kg nhưng được trang bị 4 bánh xe để chúng ta có thể dễ dàng trong việc là mình di chuyển nhé. Với dòng máy này làm việc rất mạnh mẽ nhờ vào motor của dòng máy được trang bị với motor là 1,5kW tương đương với 2 ngựa để cho khả năng làm việc của máy rất là mạnh mẽ. Với dòng máy này thì chất liệu được làm bằng inox 304 sẽ giúp cho bà con có thể đảm bảo vệ sinh cũng như là an toàn thực phẩm mình nhé. Và tiếp theo là bà con sẽ thấy rằng cửa ra của dòng máy này thì bà con sẽ thấy khi mà dòng máy cắt cá xong thì thành phẩm của chúng ta sẽ ra trực tiếp vào đây và chúng ta sẽ hứng thao cũng như là xô để có thể dễ dàng trong việc là lấy thành phẩm của mình. Với dòng máy này thì bà con nên lưu ý những điều sau nhé. Đầu tiên đó là với dòng máy cắt cá của Takio TK15 thì bà con nên đặt những nơi bằng phẳng để cho máy có thể hoạt động cũng như là năng suất cao nhất. Và sau khi mà hoạt động xong thì bà con nên bắt đầu vệ sinh dòng máy này để có thể tăng tuổi thọ cho máy nhé. Và còn chần chờ gì nữa mà bà con không nhấc điện thoại lên để có thể gọi trực tiếp vào số điện thoại trên màn hình hoặc là đặt hàng thông qua website thegioimay.vn. Khi sở hữu về dòng máy cắt cá của Takio TK15 thì sẽ giúp bà con tiết kiệm được thời gian cũng như là năng suất trong quá trình chăn nuôi của mình. Và chương trình giới thiệu chi tiết của Ngọc Chi về dòng máy cắt cá của Takio đến đây là hết rồi. Thì Ngọc Chi xin mến chào và hẹn gặp lại quý bà con nhé.